nay thì trung tâm khuyến nông tỉnh thì tham dự cái mô hình hữu cơ phối hợp với Sumogo thì có anh Lê Hồng Giang là phó giám đốc trung tâm khuyến nông tỉnh anh ạ. Đấy, còn báo cáo Bắc Giang là anh Hòa thì ông Hòa đây thì là một trong những nhà vườn nổi tiếng của Lục Ngạn. Đấy là những cái vườn mà đã hợp tác với lại công tác khuyến nông rồi Sumogo thì nhiều năm rồi. Đấy, hôm nay chúng ta quay trở lại thăm cái trang trại của anh thì cũng để tìm hiểu các cái nội dung để phục vụ cho cái công tác tuyên truyền. Báo cáo anh như vậy. Đấy. Nay đến thăm vườn của bác như này thì thấy đây bác cũng phải áp dụng nhiều các cái loại phân hữu cơ rồi vi sinh vào nhỉ? Đúng rồi. Mấy loại để kết hợp xong rồi mình có cả ngâm cả đỗ cả cá xong lại cho xung khâu vào ngâm cùng ấy xong tưới. À dạ vâng. Đấy, nó hay là hay. Còn lúc không tưới thì mình bón coi như là phân hữu cơ vi sinh. Dạ vâng. Của ba con rồng ấy, coi như tưới cái đấy xong mình tưới xung khâu vào thì nó kết hợp nó vẫn là dòng vi sinh hữu cơ. Ấy. Dạ vâng. Rất tốt. Dạ vâng. Tốt bền cây. Hay là anh đang cho đi bà con đi treo đây phải không ạ? Treo đấy. À thế ạ. Thế cái treo này thì thời điểm mình xác định thời điểm nào là treo là thích hợp ạ anh? Giờ cây nó cứ rủ vào với nhau rồi mình phải treo không thì hai hàng nó đè vào nhau đến lúc nó quả nó rỡ này mình nhấc được không nhấc được. À tức là nó díu nó không quăng hợp được đúng không? Em thấy đây cái kỹ thuật treo của anh nó rất hay. Hai cành nó mà đè vào nhau nhiều này nhá thì là sau nó rụng hết lá xong dần đến nó trụi lụi ấy, xong nó lại rụng cả quả. Dạ vâng, em lại thấy có một cái rất hay đấy ạ. Anh đang làm đây cái việc treo là anh lại buộc ba cái này nó là ngạc ba, anh buộc vào ngạc ba chứ lại không buộc vào từng cành một. Đúng rồi, buộc ở chỗ này, ví dụ buộc vào đây thì sau nó lặng nó gãy vố đi. À sau tức là mình phải buộc vào đây là nó chọn. Buộc chỗ cổ tay này không việc gì, nhưng buộc gióng tay là gãy gióng. Toàn là buộc ở các cái ngã ba hết này. Đấy, đấy. Buộc phải ở chỗ cổ tay đấy. Kiểu vâng, vâng. Cái cành như này nhá. Cành như này ở bên trong này là cái gióng tay nhá. Vâng. Còn đây là bàn tay nhá. À, đây đấy. Là cổ tay đây. Vâng, đấy đấy. Nút đây là cổ tay, ở ngoài các cành này là các ngón tay. Vâng. Đây là cổ tay, đây là gióng tay đây. Vâng, vâng. Đấy, thì mình buộc cái đầu này thì nó không hay gãy. Đúng rồi. Đấy. Đây tức là cái treo kịp thời thì đấy. Khi mà anh cứ thấy nó rút quả là anh treo rồi. Đúng đấy, bây giờ đấy nó quả nó cành nó bị kiểu như cong hết xuống ấy. À dạ. Là mình phải treo nó lên. À, không nó đè vào nhau nó rụng dạ, hết vâng. Lá. À vâng vâng, tức là cái khả năng quang hợp đấy, pháo để treo. Em thấy là bên trong này là mình dùng cái cây vầu đây để mình buộc đây đúng không ạ? Những cái cây vầu này. Cây vầu, cây trúc. À cây vầu, cây trúc. Vâng, như thế này để anh buộc rất chắc này. Buộc rất chắc cái thẳng lên ra bắt đầu mình mới treo dây lên. Dạ vâng. Rất xài đúng không? Mà lại quả nó đều nhau. Quả rất đều. Như này nay mai toàn hàng loại 1 hết đúng không? Loại 1 hết đấy. Toàn hàng loại 1. Anh đang tiếp tục cho ăn những cái dinh dưỡng gì để đảm bảo cây nó khỏe bền lâu anh? Tới đây này bắt đầu là bón vi sinh này, xong dạ. Bắt đầu lại tưới xung khâu với đỗ với cá lẫn nhau. À đấy, dạ vâng. Cứ coi như là 20 ngày tưới một lần. 20 ngày cho ăn một lần. Dạ. Tưới một lần nhẹ nhẹ. Dạ vâng. Mục tiêu của anh thì cái cam năm nay thì anh để phục vụ Tết hay là mình sẽ chín lúc nào mình bán lúc ấy? Nói chung là cam như năm nay quả nó đều đều này chắc nó sẽ chín sớm hơn mà nó chín đều nên là cứ chín lúc nào là bán lúc đấy. À chín lúc đều đều bán lúc đấy. Vâng. Không nhất thiết phải để Tết. Dạ vâng. Trừ coi khách nào người ta kiểu như là đặt vấn đề với mình như nào nó hợp lý thì lúc ấy hắn tính. Dạ vâng. Còn... em thấy có một cái mà qua nhiều năm cùng anh đồng hành anh thì em thấy là cam năm nay của anh quả chắc hơn, vỏ dày hơn, đều quả hơn. Vậy thì cái bí quyết gì đã giúp cho anh làm được những cái việc này? Cái này năm nay thì thực ra là mọi năm là tôi khoanh thì tôi khoanh nó đau hơn. Năm nay khoanh nhẹ hơn một lần. À, đấy, à. Mọi năm thì bóc hai lần nhưng mà năm nay tôi bóc mỗi lần này. À, còn dạ, đâu vâng. Là mịn hai ba lần nữa. Thế là nó cây nó xuống đều đều, nó không bị xuống quá. Dạ vâng. Thế đâm ra quả nó cũng đều hơn mà nó không bị kiểu như là nó bi tít quá. Mọi năm khoanh đau là cây nó phục hồi lại nó khó mà quả dạ. Nó nhỏ quá đâm nó hao cân. Quả đến bây giờ thì là được hai lần rồi. Nó chuẩn bị tưới một lần nữa là ba này. Dạ vâng. Tới đây là mấy hôm nữa là tưới này. À dạ vâng. Dự kiến thì từ giờ lúc thu hoạch thì tưới mấy lần nữa? Từ giờ đến lúc thu hoạch nữa là tưới cả mấy hôm nữa bắt đầu tưới này là tưới 3 lần nữa. À 3 lần nữa, dạ vâng. Ừ, cái dự kiến sản lượng như bình quân như với cái diện tích 2,5 hectare cam canh thì mình năm nay anh cầm nó khoảng bao nhiêu tấn? Chắc nó rơi tầm độ 100 đến 120 tấn. 120 tấn, vâng, rất đẹp nhỉ. Yeah. Vừa đợt trước ấy, anh bón phân là nó hay tạo thành màng. Như năm nay thì lại không có mảng nữa. Đúng. Mà nó xốp đây. Xốp. Rất xốp. Đây. Đất rất xốp này. Đấy, thế này thì mình năm nay mình rút kinh nghiệm của mọi năm là mình bón vào xong mình dùng cái gì mà sao nó lại xốp được thế này. Mình tưới bón vẫn coi như là chỉ hữu cơ với lại phân bò. Ừ. Đấy thì như thế này đúng là sản xuất thì bền vững thật rồi. Độ ẩm vừa phải đúng không? Ừ. Nó không có như thừa nước. Đâm ra là quả cam là dễ rất khỏe.
Đấy, cây nó rất chi là bóng. Hai nữa là vẫn ra được cái lộc như này. Đấy, chứng tỏ là cái bộ rễ nó khỏe. Cảm ơn bác đã đồng hành cùng với Sumago suốt thời gian qua, đặc biệt là cái chỗ công tác khuyến nông của Sở Nông nghiệp Bắc Giang thì đã phối hợp với nhiều năm để thực hiện các cái nội dung bác ạ.